Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến tông du Cuba và Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Bây giờ là gần 9 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 9 tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana của Cuba. Thưa quý vị và anh chị em, trong ít phút nữa, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đây. Thánh lễ đầu tiên trong chuyến tông du 9 ngày của Ngài từ 19 đến 28 tháng 9. Quảng trường cách mạng ở Havana là trung tâm chính trị và hành chính của Cuba. Các cấu trúc quan trọng nhất tại quảng trường này là một ngọn tháp cao 109 mét và bức tượng của José Martí, anh hùng dân tộc và là nhà thơ nổi tiếng cũng như một nhà báo của Cuba, tranh đấu cho sự độc lập khỏi ách cai trị của người Tây Ban Nha. Ông sinh năm 1853 và qua đời năm 1895. Quảng trường cách mạng nằm trên vị trí cao nhất của thành phố, một khu vực trước đây gọi là ngọn đồi của dòng tên. Tiềm năng biến nơi này là trung tâm hành chính của thành phố đã được xác định từ những năm đầu của thế kỷ 20. Tuy nhiên, việc xây dựng tại địa điểm này cho đến năm 1953 mới được khởi công. Với thắng lợi của Cộng sản vào tháng Giêng năm 1959, các công việc xây dựng đã phải dừng lại và một số mục đích ban đầu của quảng trường này bắt đầu bị sửa đổi để phục vụ những mục đích tuyên truyền. Bắt đầu từ những năm 60, quảng trường được gọi là Plaza de la Revolución, tức là quảng trường cách mạng. Chung quanh quảng trường này lần lượt mọc lên nhiều tòa nhà chính trị và hành chính. Trong số các tòa nhà này, nổi bật nhất là Bộ Nội vụ và Thông tin và Tuyên truyền. Nằm gần đó cũng có Thư viện Quốc gia và Nhà hát Quốc gia. Tháp José Martí tại quảng trường cách mạng Havana là một tượng đài tưởng niệm cao 109 mét. Trên tầng cao nhất có một đài quan sát mang lại cho du khách một cái nhìn tuyệt vời bao quát toàn thành phố về mọi hướng. Dưới chân tháp là bức tượng cao 18 mét của José Martí bao quanh bởi 6 cột đá cẩm thạch đại diện cho 6 tỉnh của Cuba. Bức tượng này được tạc bằng đá cẩm thạch trắng bởi Juan José Sicre, một trong những nhà điêu khắc vĩ đại nhất của Cuba. Quảng trường cách mạng Havana có hình vuông với diện tích 72.000 m2, được kể là một trong những quảng trường thành phố lớn nhất trên thế giới. Kể từ năm 1961 và trong hơn 50 năm sau đó, quảng trường cách mạng Havana đã là địa điểm xảy ra hầu hết các sự kiện xã hội và chính trị lớn ở Cuba, do đó trở thành một biểu tượng chính trị của quốc gia này. Bên cạnh những bức tượng của José Martí, một hình ảnh lớn của các nhà cách mạng Á Can Đình Che Guevara được xây dựng ở phía trước tòa nhà Bộ Nội vụ. Cũng vậy, trước tòa nhà Bộ Thông tin và Tuyên truyền, người ta dựng nên một hình ảnh của một du kích quân cách mạng tên là Camilo Sanfuegos. Quảng trường đã chứng kiến nhiều hoạt động phổ biến quan trọng tại Havana, bao gồm các cuộc biểu tình khổng lồ, trong đó Fidel Castro phát biểu bốc lửa kéo dài trong vài giờ. Cho mãi đến cuối thập niên 1990, những người dân Cuba lạc quan nhất nằm mơ cũng không dám nghĩ tới một ngày nào đó có một thánh lễ công giáo có thể được tổ chức tại đây mà lại được một vị giáo hoàng cử hành. Chính vì thế, hình ảnh nổi bật nhất tại quảng trường ngày 25 tháng Giêng 1998 là những khuôn mặt đầm đìa nước mắt của các tín hữu công giáo Cuba khi thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị quay lưng lại bức hình khổng lồ cao 20 tòa nhà của Che Guevara cử hành thánh lễ. Sự kiện tương tự được lặp lại hôm 29 tháng 3 năm 2012 khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cử hành cũng thánh lễ tại đây. Và hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2015, chúng ta đã được hân hạnh chứng kiến một lần nữa biến cố quan trọng với Đức Thánh Cha Francisco. Giờ đây, Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế đang tiến ra trước bàn thờ trong tiếng hát của ca đoàn tổng hợp nhà thờ chính tòa La Habana.
Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha giờ đây làm dấu bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria Trọn Đời Đồng Trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đặt sự viên mãn của lề luật nơi tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Xin giúp chúng con tuân theo các huấn lệnh Chúa đã truyền dạy để đạt đến sự sống muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính vì nó không làm ích gì cho chúng ta mà còn chống đối việc ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét những gì sẽ xảy đến cho nó và hãy chờ xem trong cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là Con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và kiên nhẫn lại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết một cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm. Vì tội của chúng đã làm cho chúng mù quáng và chúng không hiểu biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa. Señor sostiene
Đáp ca: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Người và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. Kìa Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con sẽ tự nguyện hiến dâng lấy vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Người vì danh Người thiện hảo. Bài đọc 2, trích sách Giacôbê. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người sẽ đắp an bình. Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh chị em thân mến, ở đâu có ganh tị và cái vã, ở đó có hỗn độn và đủ thế tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh chị em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang gieo chiến trong chi thể của anh chị em đó sao? Anh chị em ham muốn mà không được hưởng, nên anh chị em giết nhau. Anh chị em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh chị em cạnh tranh và cãi cọ. Anh chị em không có là tại anh chị em không xin. Anh chị em xin mà không nhận được là vì anh chị em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh chị em. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. Thank you.
Phúc âm Tin Mừng Thánh Marco. Con người sẽ bị nộp, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bây giờ, người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Trong bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco, người đã nói như sau. Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi một câu hỏi dường như đang gây xôn xao trong các môn đệ của Ngài. Dọc đường anh em tranh luận điều gì thế? Đó là một câu hỏi mà Ngài cũng có thể hỏi mỗi người trong chúng ta hôm nay. Các con đang bàn tán những gì mỗi ngày vậy? Khát vọng của các con là gì? Tin Mừng cho chúng ta biết là các môn đệ đã không trả lời, bởi vì trên đường họ đã tranh cãi xem ai là người quan trọng nhất. Các môn đệ cảm thấy xấu hổ nếu nói với Chúa Giêsu những gì họ đã tranh biện. Cũng như các môn đệ ngày đó, chúng ta cũng bị bắt gặp đang tranh luận về những chuyện tương tự như thế. Ai là người quan trọng nhất? Chúa Giêsu không truy cho tới cùng. Ngài không bắt buộc họ phải chính miệng nói ra những gì họ đã tranh luận dọc đường. Nhưng câu hỏi cứ dây dứt không chỉ trong tâm trí của các môn đệ, nhưng cả trong tâm hồn họ. Ai là người quan trọng nhất? Đây là một câu hỏi suốt đời, mà vào những thời điểm khác nhau, chúng ta phải đưa ra một câu trả lời. Chúng ta không thể né tránh câu hỏi này, nó được ghi khắc trong tâm hồn chúng ta. Tôi nhớ hơn một lần trong buổi họp mặt gia đình, trẻ con được hỏi con yêu ai hơn, mẹ hay cha nào? Điều đó hệt như hỏi con trẻ ai là người quan trọng nhất đối với con. Nhưng có phải điều này chỉ là một trò chúng ta chơi với trẻ em? Lịch sử của nhân loại đã được đánh dấu bằng những câu trả lời mà chúng ta đưa ra cho câu hỏi này. Chúa Giêsu không e sợ những câu hỏi của dân chúng. Ngài không sợ sự trần tục của chúng ta hoặc những điều khác nữa mà chúng ta đang kiếm tìm. Ngược lại, Ngài thấu hiểu những khúc mắc quanh co trong trái tim con người. Và như một thầy giáo đầy kinh nghiệm, Ngài luôn luôn sẵn sàng khuyến khích và ủng hộ chúng ta. Như vẫn thường làm, Ngài vực dậy những kiếm tìm của chúng ta, những nguyện vọng của chúng ta và ban cho chúng một chân trời mới. Như thường lệ, bằng cách nào đó, Ngài tìm ra câu trả lời, có thể đề ra một thách đố mới, đặt sang một bên những câu trả lời đúng trong ngoặc kép, những câu trả lời tiêu chuẩn
chúng ta dự kiến sẽ đưa ra. Như thường lệ, Chúa Giêsu đặt ra trước chúng ta luận lý của tình yêu, một cung cách suy nghĩ, một đường lối cho cuộc sống mà mọi người đều có thể thực hiện vì đã được đề ra cho tất cả chúng ta, khác xa với bất kỳ hình thái nào của chủ nghĩa tinh hoa. Chân trời Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta không phải chỉ dành riêng cho những linh hồn đặc tuyệt có khả năng đạt đến những tầm cao của tri thức hoặc những cảnh vực đa dạng của tâm linh. Chân trời Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta luôn luôn gắn liền với cuộc sống hàng ngày ở ngay trên ốc đảo của chúng ta, một cái gì đó có thể mang lại cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta chút hương hoa của cõi vĩnh hằng. Ai là người quan trọng nhất? Chúa Giêsu rất thẳng thắn trong câu trả lời của Ngài. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Những ai muốn làm lớn phải phục vụ người khác, chứ đừng để kẻ khác phải phục dịch mình. Đó chính là một nghịch lý lớn Chúa Giêsu đưa ra. Các môn đệ tranh luận xem ai được chiếm chỗ quan trọng nhất, ai là người ưu tuyển, ai ở trên luật chung, trên chuẩn mực thông thường, để làm cho mình được nổi bật trong cuộc kiếm tìm sự yêu việt trên những người khác. Ai leo lên những nấc thang nhanh nhất để chiếm những trách vụ mang lại cho mình những lợi lộc nhất định. Chúa Giêsu đảo lộn luận lý của họ, đơn giản bằng cách nói với họ rằng đời sống chân chính cần phải được sống trong sự dấn thân cụ thể nhằm phục vụ cá nhân. Lời mời gọi phục vụ liên quan đến một số điều đặc biệt mà chúng ta phải chú ý. Phục vụ tha nhân phần lớn có nghĩa là chăm sóc sự yếu đuối giòn mỏng của họ, chăm sóc những người yếu đuối trong gia đình, trong xã hội, trong dân tộc chúng ta. Họ là những khuôn mặt thất thần, đau khổ và vô phương tự vệ mà Chúa Giêsu đề nghị chúng ta nhìn đến cách riêng và mời gọi chúng ta yêu thương họ với một tình mến được cụ thể hóa trong những hành động và các quyết định, với một tình thương được biểu lộ trong những công tác khác nhau mà chúng ta được kêu gọi chu toàn trong tư cách là công dân, những con người cụ thể bằng xương bằng thịt, với những mặt đời và những câu chuyện riêng, và với tất cả sự mong manh của họ. Chính là những người mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bảo vệ, giúp đỡ và phục vụ. Là Kitô hữu có nghĩa là được mời gọi để đề cao phẩm giá của anh chị em mình, chiến đấu và sống cho điều đó. Chính vì thế Kitô hữu được mời gọi để bỏ qua một bên những đòi hỏi và những mong đợi riêng mình, bỏ qua một bên việc theo đuổi quyền bính để nhường chỗ cho ánh mắt dành cho những người kiến thấy nhất. Có một hình thái phục vụ thực sự là phục dịch, nhưng chúng ta cần tỉnh táo để tránh rơi vào cám dỗ của một hình thái phục vụ khác, một thứ phục vụ để mưu tư lợi. Thứ phục vụ ấy luôn đẩy con người ra bên ngoài và tạo ra một tiến trình loại trừ người khác. Do ơn gọi Kitô, tất cả chúng ta được mời gọi phục vụ thực sự và giúp đỡ lẫn nhau để tránh rơi vào cám dỗ phục vụ nhưng thực ra là tư lợi. Tất cả chúng ta được Chúa Giêsu khích lệ nâng đỡ nhau vì tình thương mà không cần nhìn sang bên cạnh để xem những người lân cận với chúng ta có thực hiện điều đó hay không. Chúa Giêsu nói với chúng ta, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người tốt hết và làm đầy tớ mọi người. Ngài không nói rằng nếu người bên cạnh các con muốn làm đầu, hãy bắt nó là người tôi tớ. Chúng ta phải cẩn thận để tránh cái nhìn phê phán và căn tâm niềm tin của chúng ta trong cái nhìn hoán cải mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Việc nâng đỡ nhau vì tình thương này không hướng đến một thái độ nô lệ. Trái lại, nó có nghĩa là đặt người anh chị em của chúng ta ở vị trí trung tâm. Sự phục vụ luôn hướng đến khuôn mặt của người anh em, động chạm đến bản thân, cảm thấy sự gần gũi với họ đến độ trong một số trường hợp chịu đựng họ để giúp đỡ họ.
Vì thế, việc phục vụ không bao giờ có tính chất ý thức hệ, vì chúng ta không phục dịch các ý tưởng, nhưng là phục vụ con người. Dân thánh và trung tín của Thiên Chúa tại Cuba là những người thích những buổi gặp mặt, tình bạn và những gì đẹp đẽ. Đó là một dân tộc diễn hành với những bài hát ngợi khen. Đó là một dân tộc có những vết thương như mọi dân tộc khác, nhưng biết đứng dậy với vòng tay mở rộng, biết tiến bước trong hy vọng vì họ có một ơn gọi cao cả. Ngày hôm nay, tôi mời gọi anh chị em hãy chăm sóc ơn gọi này của anh chị em, chăm sóc những hồng ân mà Thiên Chúa phú ban cho anh chị em. Nhất là tôi muốn mời gọi anh chị em chăm sóc, phục vụ những anh chị em yếu đuối của mình. Đừng lơ là bỏ qua họ vì những dự án có vẻ thu hút đấy, nhưng lại không quan tâm gì đến những người ở ngay bên cạnh mình. Chúng ta biết, chúng ta là chứng nhân về sức mạnh khôn sắn của màu nhiệm phục sinh đang tạo nên những mầm mống của thế giới mới này ở khắp mọi nơi. Chúng ta đừng quên bài tin mừng chúng ta đã nghe ngày hôm nay, tầm quan trọng của một dân tộc, một quốc gia và tầm quan trọng của một cá nhân luôn luôn hệ tại ở cách thế. Họ tìm kiếm để phục vụ anh chị em dễ bị tổn thương của họ. Ở đây, chúng ta thấy một trong những thành quả của một nhân loại thật sự. Ai không sống để phục vụ, không phục vụ để sống. Trong phần lời nguyện, cộng đoàn đã dâng lên Chúa những ý nguyện như sau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và tất cả các giám mục là những vị đang dẫn dắt toàn thể giáo hội. Xin cho các ngài có thể thực hiện sứ mệnh của mình là loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy với sự đơn giản và khiêm tốn trong niềm phó thác trong tay Thiên Chúa và làm chứng cho niềm vui trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Al Señor oremos. Recemos, hermanos y hermanas. Chúng ta hãy cầu cho tất cả các linh mục, nam nữ, tu sĩ, phó tế và giáo dân, xin Chúa Kitô là trung tâm cuộc sống của họ, để họ làm việc không mệt mỏi phục vụ anh em mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Bác Ái Cuba, xin cho đồng bào thân yêu của chúng con và những người nắm trong tay vận mệnh đất nước của chúng con có thể xây dựng một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu vị mục tổ tốt lành tất cả các gia đình của chúng con, những người nghèo, những người bệnh tật, các tù nhân, người già, người trẻ. Xin cho mỗi người trên con đường của mình được đánh động bởi tình yêu Thiên Chúa, cảm nghiệm được lòng nhân từ và sự an ủi của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nắm lấy bàn tay những con em chúng con ngày hôm nay được rước lễ lần đầu. Xin những gương sáng Chúa Giêsu ban cho các em biết khiêm hạ, thanh khiết con tim và vững tin khỏe mạnh và phát triển trên đàng nhân đức. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Lạy Chúa dịu dàng và lòng lành vô cùng, xin lắng nghe những lời khẩn nguyện từ thẳm sâu tâm hồn chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.